Chào các bác, quay cho các bác xem MV đẹp nhé. Giọng hay, mỏ tốt. Đang quay ở trên tầng nha các bác. Nếu cho anh em xem cái số điện thoại này, các bạn dễ dàng liên hệ nhé, điện trực tiếp giúp mình. Quay trở lại với chú chim. Tạm dừng ở đây đi. Đấy, quay tại nhà này các bác xem đây. Xin chia sẻ lại số điện thoại để cho anh em tiện liên hệ. Đấy, quay trở lại chú Mi một chút cho anh em ngắm lại cái mặt của nó. Sau đó thì clip tạm dừng nhé các bác nhé.